Thưa quý vị và các bạn, ở 3 tập đầu của bộ phim Thắp mãi tình hữu nghị Việt-Lào, quý vị đã được chiêm ngưỡng một đất nước triệu voi bình yên tươi đẹp với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những di tích lịch sử huy hoàng, những con người hiền hòa thân thiện cùng với những lễ hội đông vui hoành tráng. Niềm vui, niềm hạnh phúc hôm nay là kết quả của quá trình đấu tranh anh dũng kiên cường của toàn đảng, toàn quân và toàn dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam, xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc. Trong những tập tiếp theo của bộ phim này, mời quý vị và các bạn theo dõi mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt được thể hiện từ cội nguồn và trong đấu tranh giành chính quyền trong liên minh chiến đấu chống thực dân đế quốc giành độc lập tự do. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong. Từ bao đời nay, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi bên nhau như làng trên xóm dưới. Nhân dân Việt Nam thường quan niệm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, còn nhân dân Lào cũng coi nhân dân Việt Nam là bản cậy hơn khiêng, nghĩa là bản kè nhà cạnh. Quan hệ Việt Nam Lào, Lào Việt Nam là mối quan hệ nhân hòa nảy sinh từ cuộc sống có nhiều lợi ích tương đồng, và cao hơn nữa là vận mệnh của hai dân tộc. Do nằm kề con đường giao thương hàng hải hàng đầu thế giới, nối liền Đông Bắc Á, Nam Á qua Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nơi có nguồn trữ lượng dầu khí và tiềm năng tài nguyên khoáng sản khá dồi dào, Việt Nam và Lào có vị trí địa lý chiến lược quan trọng ở vùng Đông Nam Á, trở thành tiêu điểm của sự tranh giành lợi ích và ảnh hưởng giữa các nước thực dân đế quốc cũng như các trung tâm quyền lực của quốc tế. Dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào, là bức tường thành hiểm yếu, có nhiều vị trí chiến lược khống chế những địa bàn then chốt về kinh tế và quốc phòng rộng lớn, tạo điều kiện cho hai nước phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam và Lào đều là những quốc gia đa dân tộc, có lịch sử phát triển lâu đời trên bán đảo Đông Dương. Quá trình cộng cư hoặc sinh sống xen cài của những cư dân Việt Nam và cư dân Lào trên địa bàn biên giới của hai nước đã phản ánh sinh động, liên tục mối quan hệ cội nguồn từ xa xưa của nhân dân hai nước. Có những huyền thoại đã trở thành biểu tượng cao đẹp về nguồn gốc chung và tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc sống ở phía Đông và phía Tây dãy Trường Sơn. Cho đến nay, các dân tộc anh em sống ở khu vực biên giới hai nước vẫn còn nuôi dưỡng niềm tự hào và truyền lại cho nhau nghe những câu chuyện về tình nghĩa anh em từ ngàn xưa để lại. Chuyện cổ của người Ba Na ở Tây Nguyên kể lại rằng, ngày xưa ngày xưa, có một người đàn bà Ba Na rất cần cù chăm chỉ. Một ngày kia, bà uống nước trong khe và mang thai suốt 3 năm ròng. Khi lâm bồn, bà hạ sinh được 3 đứa con trai bụ bẫm. Họ lớn lên thành những chàng trai hùng dũng khỏe mạnh. Thấy các con khôn lớn, bà bảo họ, đất trời rộng lắm, các con hãy chia nhau đi các ngả mà làm ăn, lâu lâu hãy về thăm mẹ. 3 chàng trai từ biệt mẹ lên đường, người em út đi hướng mặt trời mọc, có đồng bằng bể khơi mênh mông, ngày tắm nước bể trong xanh nên da trắng gọi là ngọc. Người em thứ hai đi hướng mặt trời lặn, gặp núi rừng khe suối đất màu mỡ, vì lội qua khe nước chảy óng ánh màu đồng hun nên da của chàng ngâm ngâm gọi là chàng lèo. Người anh cả ở lại giữ quê hương, dựng nhà rông, trông coi núi rừng, hát múa cùng buôn thú. Một hôm, con xà tinh có 3 viên ngọc quý đến nơi của anh cả đánh phá. Anh cả chống trả quyết liệt nhưng thua 3 viên ngọc của xà tinh nên lên núi đốt lửa báo với các em. Ngọc trở về quê hương, đi thẳng đến hang xà tinh trừ hậu họa. Xà tinh tung viên ngọc trắng làm nước lụt, ngọc khống chế được. Nhưng khi xà tinh tung viên ngọc đỏ gây lửa khói thì chàng chịu thua.
Nghe tin chàng Lèo cũng trở về dùng phép thuật và đàn ong chốt chặt bọn yêu quái, dùng ống nước phép dập tắt lửa của viên ngọc đỏ, nhưng vẫn thua viên ngọc trắng. Sau đó, người anh cả lên hỏi trời, trời bày cách cho ba anh em hợp sức lại để hóa giải sức mạnh của ba viên ngọc và giết chết Xà Tinh. Xà Tinh chết hóa thành dãnh núi Rock Ron lởm chởm. Từ đó, ba anh em cùng chung sống thanh bình và thương yêu san sẻ cho nhau. Người anh cả chính là người Tây Nguyên, em Ngọc là người Kinh và người em thứ hai là người Lào. Dù câu chuyện chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng lại hàm chứa một nội dung sâu sắc. Mỗi chàng dũng sĩ dù rất tài giỏi, nhưng cũng chỉ chế ngự được một viên ngọc của Xà Tinh. Nếu Xà Tinh sử dụng viên ngọc khác, thì các chàng dũng sĩ này không chống nổi. Ba lần chiến đấu đơn độc của từng dũng sĩ, tuy làm cho Xà Tinh nao núng, song cuối cùng các chàng vẫn bị thua. Chỉ đến khi ba chàng hợp nhau làm một, thì mới tạo thành sức mạnh vô địch. Lúc ấy, họ có thể chiến đấu với mọi vũ khí nguy hiểm nhất và có thể chiến thắng kẻ thù. Câu chuyện phản ánh mối quan hệ đoàn kết bền chặt của nhân dân Lào Việt. Mỗi khi có giặc đến, họ cùng nhau hợp sức chống chọi bảo vệ lẫn nhau. Họ thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau như anh em một nhà. Bài học về sự đoàn kết ấy không chỉ có trong chuyện cổ, sử thi hoặc huyền thoại mà còn thể hiện cụ thể trong lịch sử đấu tranh của hai dân tộc. Thuở xưa, nghề trồng lúa mưu sinh cần nhiều người hợp lực, gắn kết với nhau để chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Từ đó, người ta gọi nền văn minh nông nghiệp sơ khai ấy là nền văn minh lúa nước, gắn bó với nền văn minh Đông Dương, biểu lộ niềm khát khao một đời sống sung túc hơn vào thời hái lượm. Từ khi trồng trọt được, con người sống định cư để ổn canh, họ tổ chức thành xã hội. Cơ cấu xã hội ban đầu ấy dựa vào tình thương để đùm bọc lẫn nhau mà sống. Bầu ơi thương lý bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Ý thức về xã hội gồm nhiều dân tộc cùng sống chung trên một dải đất, tối lửa tắt đèn có nhau, cũng là tiêu chí để an cư lạc nghiệp. Mặc dầu có tiếng nói chữ viết không giống nhau, các hình thức tổ chức chính trị xã hội cũng khác nhau, nhưng những nét tương đồng giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào thì vẫn luôn thể hiện trong đời sống hàng ngày của cư dân hai nước. Giàu lòng nhân ái, bao dung, các nền văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Lào dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm lẫn nhau, chia sẻ tâm hồn chung về các giá trị cộng đồng, coi trọng luật tục, tôn kính người già, thương yêu con trẻ. Sự tương đồng giữa văn hóa làng nước của người Việt và văn hóa bản mương của người Lào bắt nguồn từ chính nền tảng chung của văn minh nông nghiệp lúa nước ở Đông Nam Á. Nhờ lòng nhân ái bao la và đời sống tâm linh phong phú, trong đó có những ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật, mà trong cách đối nhân xử thế của mình, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Lào luôn nêu cao những phẩm chất yêu thương và hướng thiện. Sự hài hòa giữa lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng là một nét đặc sắc trong triết lý nhân sinh người Việt Nam cũng như người Lào. Ngạn ngữ Lào có câu: vầu thực khọ, khỏ kim, bò khỉ thi. Vầu bò thực khọ, khỏ sử, cò bò khải. Nghĩa là nói hợp lòng thì xin ăn, cho cũng chả tiếc. Nói trái ý thì dẫu mua cũng chẳng bán. Đó cũng là những tình cảm bình dị nhưng chân thành mà người dân hai nước Việt Lào dành cho nhau. Cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ 20, mối quan hệ Việt-Lào được tiếp tục duy trì và nâng lên tầm cao mới, thành mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, có 102 trong lịch sử nhân loại. Mối quan hệ đặc biệt này được khởi nguồn bằng những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền nhân cách mạng tại làng Siêng Vang, một ngôi làng nằm dọc bên bờ sông Mekong, cách trung tâm tỉnh Khăm Muồn khoảng 30 km. Các lão thành cách mạng ở đây kể lại rằng, vào một đêm giữa năm 1928, có ba nhà hoạt động cách mạng Việt Nam từ tỉnh Nakhon Thanom, Thái Lan đã vượt sông Mekong
sang làng Siêng Vang để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, nhen nhóm ngọn lửa cách mạng trên đất nước Lào. Một trong ba nhà hoạt động cách mạng đó là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Khi mà bác tới đấy là đạp chân vào ở đấy là được tiến lại vô nhà ông Đặng Văn Yên. Ông Đặng Văn Yên thì trong khi mà ở lại đó thì lâu hay là mau thì không biết, lúc nào đi thì cũng biết, nhưng mà có là để lại là ông Nguyễn Văn Khư là ông thầy giáo, thì là tổ chức là lớp học cho những người cả cái ông già trước á, thì ở trong nhà cũng Đặng Văn Yên. Có những phút làm nên lịch sử. Cuộc vượt sông Mekong của bác đã gây dựng được hàng trăm hàng ngàn hạt nhân cách mạng Lào để họ kề vai sắt cánh với nhân dân Việt Nam trong cao trào Xô Viết nghệ tĩnh, trong đấu tranh giành chính quyền cách mạng và trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống kẻ thù xâm lược. Cũng bởi thế mà ngôi làng này được khắp nơi biết đến, trở thành một địa danh lịch sử huy hoàng. Ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ Lào đã xây dựng tại làng Siêng Vang một khu tưởng niệm người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhân dân làng Siêng Vang hết sức vui mừng phấn khởi khi được góp phần nhỏ bé của mình vào một công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một nhà lãnh đạo kiệt xuất của các bộ tộc Lào đã chung tay gây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, đó là Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ở bản Na Seng, huyện Kham Thả Bu Ni, tỉnh Savannakhet. Ngay từ buổi thiếu thời, chàng thanh niên Cai Sòn Phong Vi Hạn đã giàu lòng yêu nước thương dân, khát khao giành lại tự do, độc lập cho đất nước mình. Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn sinh ra tại bản Na Seng cách đây 5 km, sau đó chuyển về sống tại ngôi nhà này. Ông theo học tại ngôi trường gần nhà, vừa học văn hóa, vừa học tiếng Pháp để sang Việt Nam học. Lòng yêu nước của ông được hun đúc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó ông sang Việt Nam học ở trường luật và được gặp Bác Hồ. Được Bác Hồ truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa yêu nước. Ông trở về Lào và xây dựng phong trào cách mạng ở Lào. Nói đến Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn, phải nói đến Bác Hồ, người đã khai đường mở lối, không chỉ cho cách mạng Việt Nam mà cho cả cách mạng Lào, đứng lên đánh đuổi thực dân đế quốc, giành lại độc lập tự do cho các bộ tộc Lào. Năm 1935, Cai Sòn Phong Vi Hạn với tên gọi là Nguyễn Chí Mưu rời quê hương sang Hà Nội, Việt Nam để dự thi vào trường Bưởi, nay là trường phổ thông trung học Chu Văn An, Hà Nội. Trong những ngày học tại trường Bưởi, ông đã giác ngộ cách mạng theo đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng tham gia phong trào học sinh sinh viên chống thực dân Pháp và phát xít Nhật ở Việt Nam, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Savannakhet, lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp ở vùng Đông Bắc Lào, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, chủ trì lễ thành lập quân đội Isla, chủ trì đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào và trở thành lãnh tụ tối cao của Đảng Nhà nước Lào. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, trong sáng, chăm lo mối tình đoàn kết thủy chung son sắt, quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Theo ông, thắng lợi của cách mạng Lào cũng là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu chặt chẽ của ba nước Đông Dương theo tinh thần anh em và đồng chí. Đó cũng là mối quan hệ quốc tế trong sáng và mẫu mực. Ông đã từng nói, nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có nhân dân Việt Nam anh hùng, vừa là đồng chí, vừa là anh em thân thiết của mình. Mối quan hệ Lào-Việt Nam được bắt nguồn từ nền móng tư tưởng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn xây dựng, là mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện, trước sau như một, không bao giờ thay đổi.
Mối quan hệ đặc biệt này được thể hiện sâu đậm, rõ nét nhất trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai dân tộc Lào, Việt đã kề vai sát cánh bên nhau, thắt chặt tình đoàn kết anh em, tạo thành sức mạnh vô song, đánh thắng hai kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới để giành tự do độc lập cho hai nước.